Với cùng một chi phí như nhau là hơn 4 tỷ thì nên đầu tư thẻ xanh của châu Âu hay là mua luôn cuốn hộ chiếu của Caribe? Và câu trả lời phù hợp nhất ở đây phải là tùy theo cái nhu cầu và cái mục đích chính của anh chị là gì. Nếu như anh chị xác định là cần có một cái cuốn hộ chiếu thứ hai để mà có thể tự do đi lại thuận tiện thoải mái không cần xin visa, bên cạnh đó là anh chị thoải mái thuận tiện cho cái việc là dễ dàng chuyển tiền của anh chị ra nước ngoài để mà đầu tư làm ăn kinh doanh, cũng như xem đây là một cái phương án backup plan trong tương lai xa, thì cuốn hộ chiếu Caribe hoàn toàn phù hợp. Và đặc biệt là những cái anh chị nào mà không muốn cái việc là phải cư trú lâu dài để mà có thể sở hữu hộ chiếu và muốn là bỏ tiền ra có cuốn hộ chiếu ngay từ đầu, thì hộ chiếu Caribe chắc chắn là một cái phương án rất là phù hợp. Anh chị lưu ý giúp Phượng là không có ai mà chuyển qua các quốc gia Caribe để mà định cư sinh sống đâu anh chị ha. Còn đối với cái thẻ xanh của châu Âu thì sẽ phục vụ cho hai cái mục đích chính của anh chị. Một là ngay lập tức khi mà sở hữu thẻ xanh của châu Âu là anh chị mình đã được tự do thuận tiện thoải mái đi lại ở 29 quốc gia thuộc khối Schengen của châu Âu mà không cần phải xin visa. Bên cạnh đó, trong tương lai nếu như anh chị muốn chuyển cả gia đình qua một cái đất nước mới, một cái đất nước ở châu Âu để mà định cư sinh sống, thì thẻ xanh của châu Âu sẽ phục vụ được cái mục đích này của anh chị. Và điều cuối cùng mà anh chị lưu ý rằng là nếu như anh chị chọn thẻ xanh châu Âu hay là hộ chiếu Caribe thì hãy cũng liên hệ với Vũ Phượng nhé.